Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4 sách mới Global Success. Và hôm nay chúng ta vào sách bài tập bài số 5. Bài số 5. Things we can do. Những thứ mà chúng ta có thể làm. Things we can do. Rồi, ok. Chúng ta vào làm bài này. Complete and say. Hãy hoàn thành và nói. Yes. Yeah. No. Yellow. Ok. Yes. Nose yellow. And so listen and repeat. Nghe và lặp lại. Do you like this yellow car? Bạn có thích cái xe hơi màu vàng này không? No, I don't. Không thích. Can you find the nurse? Bạn có thể tìm thấy y tá không? Yes, here she is. Có, cô ở đây này. Bài số 3 của chúng ta. Look complete and read. Chúng ta nhìn hình, chúng ta điền. She can draw a flower. Cô ấy có thể vẽ một bức tranh. She can draw. She can draw a flower. Draw a flower, vẽ một bông hoa. Hình số 2, he can roller skate very well. Anh ấy có thể trượt patin rất giỏi. He can roller skate very well. Cái từ roller skate có nghĩa là trượt patin. Câu số 3, my dad can play the guitar. My dad can play the guitar. Bố của tôi có thể chơi đàn guitar. Bài số 4, my little sister can drive right. Em gái của tôi có không thể đạp được xe nhá, không thể đạp xe đạp. Đây cái hình này, ride a bike, đạp xe đạp. Rồi sang phần B, sentence pattern là mẫu câu. Bài 1 trang 21, chúng ta điền ABCD này vô những cái câu 1, 2, 3, 4. She can play the guitar, cô ấy có thể chơi đàn guitar. Cook là nấu ăn. Can't ride a horse, không thể đạp cưỡi ngựa. Your brother cook, anh trai của bạn nấu ăn. Bây giờ này, can you cook? Ở đây chúng ta đang cần một cái động từ nguyên mẫu. You can you cook? Bạn có biết nấu ăn hay không? Câu số 2, bố của tôi thì chúng ta đang cần phải có thể hoặc là không thể này. My dad can't ride a horse. Chúng ta chỉ có câu C phù hợp. My dad can't ride a horse. Bố tôi không thể cưỡi ngựa. Câu số 3, can your brother cook? Em trai bạn có biết nấu ăn hay không? Anh trai em trai đều được. Can your brother cook? Câu số 4, my mom can't play the piano. Mẹ của tôi không thể chơi đàn piano, nhưng bà ấy có thể chơi đàn guitar. But she can't play the guitar. Sang bài 2 là bài nối. Can you swim? Bạn có biết bơi hay không? Thì câu trả lời là yes I can, no I can't. Chúng ta nói với câu này, câu C, yes I can. Bài số 2, can your brother ride a bike? Em trai bạn hoặc là anh trai bạn có biết đạp xe hay không? Thì ở đây phải là he, đúng không? Yes, hoặc no, và chủ ngữ phải là he. Câu này, no he can't, không. Can she ride a horse? Cô ấy có biết cưỡi ngựa hay không? Chủ ngữ đây là she, trong câu trả lời phải là she. Yes, she can. Can they roller skate? Chủ ngữ đây là they, thì câu trả lời phải là they. Bọn họ có biết trượt patin hay không? No, they can't. Không biết. Và bài dưới đây là bài listening, chúng ta nghe sau. Rồi câu hỏi tiếp theo, phần speaking của chúng ta. Ok, can you play the piano? Bạn có biết chơi đàn piano hay không? Yes, I can. Can your sister cook? Chị gái bạn có biết nấu ăn hay không? No, she can't. Can your brother cook? No, he can't. Ok. Rồi sang phần E là phần reading. Chúng ta điền bird, piano, play new vào đây. What are you doing? Bạn đang làm gì đấy? I'm playing the piano. Tôi đang chơi đàn piano. It's great, tuyệt vời. Can you play the piano? Bạn có biết chơi đàn piano hay không? No, I can't, không. But I can play the guitar. Nhưng mà tôi biết chơi đàn guitar. Wonderful, tuyệt vời. There are music club at our school. Do you want to join? Có một câu lạc bộ âm nhạc ở trường của chúng ta. Bạn có muốn tham gia hay không? Cái từ join này là tham gia. Yes, I love to. Ừ, mình thích lắm. Số 1, piano. Số 2 là play. Số 3 là bird. Số 4 là you. Rồi, sang bài tiếp theo là bài đọc và phân chọn. Xin chào, tên của tôi là Lan. Hello, my name is Lan. I have a brother and a sister. Tôi có một anh trai và một chị gái. My brother can swim very well. Anh trai tôi có thể bơi rất giỏi. My sister likes music. Chị gái tôi thích âm nhạc. She can play the guitar and she can play the piano. Chị ấy có thể chơi đàn guitar và cũng có thể chơi đàn piano. I can't swim. Tôi không biết bơi. And I can't play the guitar. Tôi cũng không biết chơi đàn guitar. But I can cook very well. Nhưng mà tôi có thể nấu ăn rất giỏi. I love cooking. Tôi thích nấu ăn. Vậy đây, how many brother and sister the Lan have? Lan có bao nhiêu chị em gái? Anh trai và chị gái. Rồi,
Lam có bao nhiêu anh trai và chị gái với chúng ta này? Một anh trai và một chị gái. Ở đây sẽ là one brother and one sister. Cái từ ở đây á, nó đồng nghĩa với số 1 đó. Can Lan brother swim? Anh trai của Lan có biết bơi hay không? Đây. My brother can swim very well. Đây. Yes, he can. Chị gái của Lan có biết chơi đàn piano hay không? Đây. She can play the guitar and she can play the piano. Yes, she can. Rồi câu số 4, can Lan play the guitar? Lan có biết chơi guitar không? Ở đây Lan, tôi không biết bơi, tôi không biết chơi đàn guitar. Đấy, không, no she can't. Rồi qua bài tiếp theo là cái bài F phần writing, make sentences. Trang 23. She can draw very well nhá. Chủ ngữ phải đứng đầu câu, viết hoa này đứng đầu câu là she này. Xong rồi tới một verb can, gọi là động từ đặc biệt đó, có thể đó. She can, cô ấy có thể. Sau tới là một cái động từ chỉ hành động, draw là vẽ này. Và rất giỏi, nó gọi là trạng từ, chúng ta để đằng sau. Very well. She can draw very well. Rồi qua phần tiếp theo, bài số 2. Ở đây chủ ngữ he đứng đầu câu. He can ride a bike. Can là không thể. He can ride a bike là anh ấy không thể đạp xe đạp. Câu tiếp theo, she can sing and dance. Tức là cô ấy có thể hát và nhảy. My little brother, em trai của tôi, em trai nhỏ của tôi, can't ride a horse, không thể cưỡi ngựa. But he can roller skate, nhưng nó có thể, anh ấy có thể roller skate là trượt ba tin. Đọc lại, my little brother can't ride a horse, but he can roller skate. Chúng ta có bài 2 là bài Let's Try. Hi, my name is V. Tôi tên là V, tôi có thể bơi, I can swim. Ở đây chúng ta viết theo ý của mình. And I can cook, và tôi có thể nấu ăn. This is my brother, đây là anh trai tôi. He can drive bike, anh ấy có thể đạp xe đạp. But he can roller skate, nhưng mà anh ấy không thể trượt được patin, không biết trượt patin. Ok, bài số 5 của chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài ôn tập. Goodbye, see you later.